Quay đi video đi. Đấy nhá, anh em nhá, anh em đẩy đẩy view nhá, chia sẻ mạnh, comment mạnh để tôi livestream cái tại trực tiếp tại công viên này nhá. Đây cô tích cho bác này. Cho anh em xem này. Đây, đường dây này. Đấy. Vừa đi bộ dọc. Đây là phía trước là anh Triệu Tâm. Và bác Nhâm. Đấy. Đang mùa đông là rất là vắng, đúng rồi anh em, chia sẻ mạnh vào, đẩy view vào thì mới live stream, không là tôi tắt đấy. Ok, gắn tang tên như anh em vào nó Facebook rồi, gắn thẻ vào nó bóp tương tác nhiều lắm không được. Đấy, nó bóp tương tác nên là chả thấy view gì cả, lại tắt đi. Đúng rồi, đẩy view lên anh em chị em, gắn thẻ anh chị em vào với lại chia sẻ cái live stream này đi. Đây là anh Triệu Tâm nhé. Anh Triệu Tâm là nhà tài trợ vốn sớm nhất vào cái công nghệ này từ năm 2016, đúng không ạ? Và hiện tại anh Triệu Tâm sang bên này là 3 lần, tôi sang này là lần thứ 2 từ 2019, anh Tâm từ 2018, 2019 nào đi. Thì hiện tại là dịch bệnh bây giờ 2022 mới quay lại đây. Người ta bảo là công nghệ xanh. Đấy. Mà nếu mà công nghệ mọi người có câu hỏi nào thì cứ hỏi ở đây nhá. Đấy, comment đây có chuyên gia cao cấp nhất. Triệu Tâm cá mập nhà tài trợ sớm vào tập đoàn và công nghệ đấy, đang nói chuyện, đang đi đường, chúng đang đi bộ đây. Đây là đang là bắt đầu vào mùa đông rất là lạnh anh chị em ạ, tay bắt đầu tê rồi, tay mà không đi găng tay là tê rồi. Ok, Hương Sơn sao vắng vậy? Ừ thì vắng làm gì có ai, đoàn mấy người còn đang nằm ở kia. Đây, bên này đang là đầu giờ chiều sớm lắm rồi. Thì được mỗi đoàn cái trong khu này nó rộng lắm, đón mỗi tiếp mỗi đoàn Việt Nam thôi. Dậy sớm rồi. Quá là dậy sớm là để quay. Hello mọi người, mọi người chào anh Triệu Tâm đây. Xin chào tất cả mọi người. Đấy. Ok, chào John Nguyễn, chào Trung Nguyễn, chào Văn Nương, chào Hương Phan. Chào tất cả anh chị em. Đây là mình là 1 2 3 4. Chào chị Văn Lương, ok chị. Xin chúc mừng tất cả mọi người cái tuyến Udenline. Chào Việt Lào. Người thấy à? Ok. Lê Tiến Huyền Trang. Chào các em. Anh nhá, trực tiếp nha tại Eco Technopark ở Belarus nhá. Sứ Mai Ga Gốc Ca đi lần này tôi sang cực kỳ vất vả, bởi do cũng do là đi ô tô từ Moscow đến đây là cái vấn đề mà xung đột biên giới các thứ đấy, Ukraine nên là họ kiểm soát kỹ, nếu mà tôi không mua được vé là mất thêm ngày nữa, đi cực kỳ vất vả nhưng mà vẫn đến đích đúng không ạ? Đoàn vẫn đến đích thì hôm nay là có khoảng 26 người nữa bắt đầu trưa nay mới bay từ Moscow xuống đến đây. Đấy, nghe anh Triệu Tâm nói chuyện nữa kìa. Ngày 2016 khi tôi biết công nghệ này thì tất cả khu này thì nó chỉ là bãi đất hoang. Và ở đây chỉ có một vài cái cột được chôn và chưa có cái đường dây nào được đưa lên cả. Chưa được chứng nhận, chưa gì cả. Và lúc đấy tôi nhìn thấy được cái công nghệ này trong ý tưởng. Từ trong ý tưởng tôi thấy là đây là công nghệ của tương lai. Và thế giới sẽ, chắc chắn sẽ diễn ra những cái công nghệ như này. Và lại có cơ hội được tài trợ vào những công nghệ tân tiến như này thì tôi thấy là một cái điều mà rất may mắn. Và tôi đã tập trung lên kế hoạch để nghiên cứu nó, bắt tay vào nghiên cứu nó và để xem là mình có cơ hội được tài trợ với nó không. Từ năm 2016 rất may mắn là mình cũng có cơ hội được tiếp cận cái cổ phần của những cái công ty như này. Như ngày xưa là khi mà người ta cũng suy nghĩ ra cái đường sắt chẳng hạn, mình cũng không có cơ hội để tài trợ hay cổ đông vào những công ty như vậy. Thì đây là một cái công nghệ tân tiến hơn những cái đường sắt cũ ngày xưa, thế hệ cũ ngày xưa. Nó là của tương lai, bởi vì nó sử dụng trí tuệ nhân tạo, rồi chi phí của nó rất là rẻ, xanh, sạch. Đấy, thì vâng, năng lượng tái tạo và sử dụng là trí tuệ nhân tạo nữa để mà tự điều khiển.
chúng ta cũng không mất nhiều thời gian như ví dụ như đi máy bay phải chờ rất là nhiều rồi đi lây rồi mệt, rất là mệt mỏi và kiểm soát rất là chặt. Thì công nghệ này nó cũng sẽ giúp chúng ta là giảm đi cái thời gian chờ đợi. Đấy, đó là của tương lai. Nhìn rất là đẹp, rất là thanh mạch. Và cái khung cảnh xung quanh của nó vẫn được giữ nguyên, không bị phá vỡ cấu trúc. Cây cỏ vẫn mọc, đường vẫn tự nhiên, không sang phẳng, không chiếm dụng đất của nó. Đấy. Thì đây là cái tuyệt vời của cái công nghệ. Và đến thời điểm bây giờ là công nghệ của chúng ta là cũng đã hoàn thành. Hoàn thành rơi vào 99% về công nghệ rồi. Và đã lên kế hoạch để chuẩn bị đưa cái công nghệ này ra ngoài thương mại rồi. Nó không còn rủi ro, không còn khó khăn như thời điểm đầu tiên của tôi. Thời điểm đầu tiên của tôi đã nhìn thấy trước khi nó diễn ra. Đấy. Tức là cách đây khoảng nói là 6 năm 2016 thì nó cực kỳ là hoang sơ và không có cái gì cả. Nên là phải nói một, nếu mà quyết định mà tài trợ với lại vốn vào cho cái công nghệ này phải nói là cực kỳ là rủi ro, đúng không anh Tâm? Thế nên bây giờ anh sau lần thứ 3 anh quay lại cây công viên Technopark ở Belarus thì anh có cái cảm xúc và anh có cái cảm nhận như thế nào về cái sự thay đổi cũng như là về tất cả mọi thứ ở đấy? Lần thứ nhất tôi đi đến Eco Technopark thì tại thời điểm đấy rất là mới và công nghệ cũng chưa đầy đủ các tuyến đường như hiện tại bây giờ, và tại thời điểm đó cũng chưa được chứng nhận và công nghệ cũng chạy rất là nhẹ, cũng chưa được chạy với tốc độ và cũng chưa dám chở người nhiều. Đấy. Và ở đây cũng chưa có cái gọi là cái vườn sinh thái Unikai bên cạnh. Bây giờ đây các bạn thấy là vườn sinh thái Unikai, công viên của Unikai rất là rộng, bao gồm các tòa nhà ở đấy là vừa thử nghiệm công nghệ sạch, phân bón, nuôi trồng, rồi các tòa nhà Eco House, các nhà Eco House, và đặc biệt là chúng ta cũng đã xong một cái tuyến đường Unilai. Cái tuyến đường này là nó là chính là tuyến đường thương mại đầu tiên của chúng ta. Đúng rồi. Đấy, và cái tuyến đường này nó sẽ vận chuyển hành khách để thu vé luôn, để vào công viên tham quan công viên rồi ngắm cảnh câu cá. Đấy, đây là một trong những tuyến đường mà thương mại năm 2018-19 tôi cái tuyến đường này chưa có. Xin chào tất cả anh chị em nhé. Chào Minh Nguyệt, chào Văn Đức này. Xin chào tất cả anh chị em, đã tăng cái tên của anh chị, những cái nhà đầu tư, những cái đối tác của mình vào đây để mọi người thấy được cái livestream trực tiếp này và chia sẻ cái livestream trực tiếp này cho nhiều người biết đến. Anh em chúng tôi đã tài trợ từ cái năm 2016, 2017, 2018 đến tận bây giờ, đúng không? Và chúng tôi đã sang đây khoảng ít nhất là 3 lần rồi. Đấy, thay đổi. Bên quý vị đang nhìn thấy đây là những vườn táo và vườn cây bên tay phải của chúng ta. Thì ở đấy có tên những cái nhà đầu tư sẽ được đóng góp từ năm 2018. Họ đóng góp vào đây và mỗi người đó sẽ được ghi tên mình vào một cái cây đấy để làm nhân chứng lịch sử. Và sau này hàng chục năm sau, hàng trăm năm sau, cái tên tuổi của những người đấy vẫn được lưu danh vào cái cây đấy. Và chẳng khác nào chúng ta đặt tên cái cây đấy là tên của mình. Và tôi cũng rất vinh dự, tôi cũng có hai cái cây đã được cây táo, đã được ghi danh của tôi ở đây. Và hàng trăm năm sau những cái cây táo đấy nếu còn tồn tại thì nó vẫn tên tôi, người ta vẫn trồng lại nếu mà nó hư. Đấy. Và tôi cũng có một cái vinh dự nữa là tên mình được khắc trên bảo tàng. Là một trong những cổ đông đầu tiên của Việt Nam lúc còn sơ khai, góp một viên gạch nhỏ nhất đối với công nghệ này. Và tôi cũng có trên bảo tàng Unikai, tí nữa hoặc ngày mai chúng ta cũng xem. Và đặc biệt nữa tôi cũng có một được vinh danh là được vinh dự là được khắc vào một cái tấm bia đồng nữa. Đấy, tức là khi nào có vinh danh là tôi đều tham gia, cố gắng đều tham gia hết, đúng không? Anh Tâm, xin hỏi anh nói cho các đồng nghiệp của tôi đang theo dõi cái livestream này, xin hỏi anh quê ở đâu? Tôi thì quê gốc trong Thanh Hóa, nhưng hiện tại và tôi đã sinh sống và lớn bây giờ là tôi đã sinh sống và làm việc ở Hà Nội cũng được hơn 20 năm. Tức là anh tham gia từ năm 2016 đến bây giờ. Và hiện nay thì những cái người mà đi theo anh, có nghĩa là những cái F1, F2, F3 đi theo anh bây giờ được mấy chục ngàn người. Anh là bao nhiêu người?
Năm 2016 thì ý tưởng này đã được tôi để ý và tôi biết đến công nghệ này. Và lúc đấy chỉ duy nhất mỗi mình tôi tin tưởng công nghệ này. Và chúng ta biết bất kỳ một cái công nghệ nào cũng thế, từ khi còn ý tưởng thì những người tin nó sẽ ít, những người ủng hộ nó cũng ít, và những người mà cười nhạo nó cũng nhiều. Đấy, đấy mới gọi là cùng tìm khởi nghiệp. Đấy một startup, mà đây là một trong những startup mà có ý tưởng đổi mới khác biệt so với tất cả các startup khác. Thì chính vậy nó đối mặt với sự là không tin hoặc cười nhạo là chuyện bình thường. Không khác gì Apple xưa, đúng không? Và thời điểm đấy chỉ dành cho những nhà đầu tư có tầm nhìn. Và tôi cũng may mắn là một trong những nhà đầu tư sớm từ năm 2016 biết công nghệ này và tập trung nghiên cứu với mang một cái tâm thái tốt nhất để mà nghiên cứu nó thực sự, chứ không phải lục những cái thông tin trên mạng trước đây. Anh Tâm ơi, tôi xin hỏi anh một việc. Hiện nay của trong cái nhóm của tôi có khoảng 50 người, nhưng mà có cũng không ít người còn đang nghi ngờ là không biết là có nên đầu tư không. Tiền có khi họ đầu tư vào cái ăn sổi ở thì hôm nay đưa vào ngày mai lấy tiền lời, và mai mốt bắt đầu khóc với nhau là vì mất tiền. Vậy thì theo anh khuyên những người đang đứng đầu của tôi thì nên như thế nào? Vâng, thì tất nhiên lựa chọn trong cái việc đầu tư là lựa chọn của tùy mỗi người khác nhau. Chúng ta cần phải quản lý cái tài chính của mình. Thì chào hiểu. Đối với một những cái công nghệ mà tân tiếng và Sky thực sự làm gọi là nghiêm túc như này thì nó phải cần một chút thời gian. Okay. Chị Tiến. Không chỉ chào công ty này mà nhiều công ty khác nó cũng cần một chút thời gian. Ta nhưng xin cái thời gian chị đối với nó là không quá dài nhá. So với các doanh nghiệp khác nó cũng quá dài. Xin chào tất cả anh chị em. Từ năm 2014 đến năm 2022 này là mới có 7-8 năm. Cũng không quá dài rồi, đối với toàn bộ công nghệ này. Mọi người chia sẻ cái livestream này thật mạnh mà. Toàn bộ cái số tiền của nhà đầu tư. Tất cả những anh chị em bạn bè đây khi tài trợ vào công nghệ này để bây giờ người ta đã làm xem cái livestream tuyến đường. Hàng nặng, hàng nhẹ và rất nhiều tuyến đường. Chú tất cả mọi người có thể quay thấy các tuyến đường. Đúng rồi. Đấy. Tức là bao nhiêu công sức đóng góp của chúng ta đã được nhà khoa học nghiên cứu. Sau đó ứng dụng cái nghiên cứu đó thành cái đường ray và công nghệ, và bây giờ đã được chứng nhận công nghệ. Sau đó tiếp tục cái công nghệ này sẽ giúp chúng ta kiếm được tiền và giúp chúng ta có thu nhập dài hạn, trong dài hạn. Thế hiện tại cho anh Tâm một câu nữa là hiện tại theo anh thì với cái công nghệ này để mức độ hoàn thiện đưa ra thị trường nó được khoảng bao nhiêu phần trăm rồi, để về cái mặt hoàn thiện đấy, đóng gói về đó. Mặt kỹ thuật ấy, đó, thì chúng ta cũng theo tôi đánh giá, cá nhân tôi đánh giá nó rơi vào khoảng 90-99% rồi. Hiện tại bây giờ là chúng ta chỉ còn một cái tốc độ cao nữa thôi. Tốc độ cao, tất cả về công nghệ thì chúng ta cũng có đóng gói rồi, nhưng tốc độ cao của chúng ta là cần một cái khu đất rất là dài, là khoảng 20 km đến 25 km, một là xây ở Beirut, hai là bên Ả Rập để chứng nhận cái công nghệ đấy. Nhưng nếu công nghệ đấy chưa ra đời được vì lý do cấp đất thì những cái công nghệ này cũng đã đủ để mà giúp chúng ta ra ngoài thị trường để có những khoản thu và gọi là đáp ứng, gọi là đem lại những cái thành quả cho những nhà đầu tư cố gắng từ ngày xưa. Anh Tâm ơi, tôi xin hỏi anh là theo anh em thông báo là cái công nghệ này đã vào giai đoạn thứ hơn 14 và sắp sửa đến 15 là đóng, là coi không kêu gọi vốn nữa, thì theo anh là người ta nói thì có đúng hay không? Công nghệ này được lên kế hoạch từ 2014 là 15 giai đoạn cho 2014 thì công nghệ này sẽ được nó sẽ là 14.3. Và theo tôi nghĩ là tất cả chị em. Nguyễn Xuân Thượng, nó chỉ đến giai đoạn 14.3 và sau đó sẽ chuyển sang 15. Đấy là sự tính toán của tôi. Mà nó không còn 14. Xin chào tất cả mọi người, chia sẻ mạnh nhá, chia sẻ mạnh và tag tên tất cả những người bạn mình vào giai đoạn 13. Sao? Ok, chào em. Tỉnh Đỗ Tasena. Chúng ta cố gắng làm sao mà tận dụng được giai đoạn. Tôi chào chị Thúy, Nguyễn Văn Kiên. Đấy. Sao chuyển sang giai đoạn 15 thì cũng kế hoạch mình không ta gắn được thẻ, gắn thẻ lúc đấy là nó bóp cái tương tác, mình không thấy ai cả, không cho lúc nào, nó không cho gắn thẻ đâu, không cho gắn thẻ mấy nên mọi người có thể, anh chị em có thể thông cảm nhé, ta những người bạn mình vào giúp công ty có được cái nguồn vốn được tự cấp để trả dần cho nhân viên rồi tự cấp được cho mình, thì tôi nghĩ là trong giai đoạn 15 giữa giai đoạn 15 thì công ty sẽ đã chủ động được vốn rồi. Đấy, khoảng và giữa 15 anh chị ạ. Khi mà chủ động được nguồn vốn này thì cái việc mà dừng tài trợ là cái chuyện là hết sức là nó sẽ xảy ra, chắc chắn nó xảy ra. Khi kết thúc, khi mà dừng cấp vốn thì chúng ta sẽ không có cơ hội
được tài trợ hoặc sở hữu cổ phần của gốc của công ty này nữa. Vâng. Mà chúng ta có chỉ có cơ hội là tài trợ với từng dự án thương mại. Đấy, anh chị em có thể thấy đây là cái đường ray này. Đấy, nó rất là an toàn đúng không? Đấy, đây là ô tô họ đi qua. Đấy, ô tô nhá, ô tô họ đi qua đây, chui qua đây vô tư đúng không? Nó cách khoảng 4,5 mét này, trên tay tôi này. 4,5 mét thì cái đường ray mình lên trên đúng không? Chui lọt qua. Đấy, rất là an toàn. Trở lại những cái khoảng trống, khoảng không bên dưới cho những cái phương tiện khác đó. Mình không chiếm dụng đất là cái thứ nhất này. Không chiếm dụng đất, không chiếm dụng cái không gian bên dưới này, đúng không? Không chiếm dụng cái không gian của cỏ cây hoa lá bên dưới, trả lại hết tất cả và chạy hoàn toàn là bên trên, không có giao cắt bất cả cái phương tiện nào đấy. Ô tô cứ chạy qua đây vô tư, nên công nghệ của mình nó rất là an toàn ở chỗ đấy anh chị ạ. Em chị thơ thôi hẹn em nhá, anh đến đây từ đêm qua rồi đấy. Dọc đường ray, dọc ở đây còn trồng cả rau cả hoa cả các thứ được này, mọi người nhìn này. Đấy, đấy bên đây là cái vận tải, cái Ulica, còn bên này là cái vận tải hàng hóa hạng nặng này. Đấy, thì cũng đã làm cái ray lên rồi. Nhưng mà mình là đang tập trung bên UAE nên là cái ray này làm cái cột này làm trước như cái đẻ đó, nhưng mà đang tập trung UAE cái hạng tải hạng nặng ở Sada Dubai đó. Đây bọn này, đây mọi người nhìn thấy đây là cái đường ray này. Đấy, người ray bọn mình, mọi người vẫn nhìn thấy ở trên YouTube nhá, trên mạng nhá. Thì hôm nay là đây cái đường ray, hiện tại tôi đang đứng ở đây đúng không? À, tôi live stream đứng ở đây trực tiếp luôn. Đúng không? Đây là tôi đi với anh Tâm, bác Nhâm, một bạn nữa ở trong Sài Gòn. Đây là cái đường vận tải hàng nặng. Đấy. Đấy. Thì theo anh Tâm là khi ra công ty đến cái giai đoạn 10 năm mà chủ động về vốn, cái nguồn kinh phí chính ấy từ đâu? Thế anh có thể anh chủ động về vốn thì cái nguồn vốn chủ động đấy là một phần là do công ty đã thương mại những cái sản phẩm chính của Sky rồi. À, thương mại. Và một phần là những cái sản phẩm phụ của công ty cũng đem lại kinh phí cho công ty. Thì không phải bây giờ mà từ những năm 2019 công ty cũng có một phần vốn từ các sản phẩm phụ, cũng đã giúp công ty là nuôi nhân viên, cũng một phần là chủ động một phần vốn, nhưng nó phải dần dần. Nó chứ không phải một chốc một lát. Thì tôi nghĩ là cơ hội 14.3 là cái cơ hội mà tôi nghĩ là cũng gần như là cuối bước đệm mà sang 10 năm. Cùng. Kể cả sau này quý vị có mong muốn cũng khó cơ hội mà sở hữu cái cổ phần gốc công ty này với giá ưu đãi như này. Chúng ta đang mua, đang sở hữu với giá rất là ưu đãi so với định giá của nó, là chúng ta đang mua giá hời. Đấy. Đã được định giá, tức là những cái có những người, người ta đã định giá cái tài sản này có giá trị như này. Và cái cổ phần của nó có giá trị thực tế quốc tế là nó như thế này, mà chúng ta đang mua không chỉ bằng cái giá trị của nó mà đang mua là thấp hơn so với cái giá của nó, thì chúng ta đang mua được món hời. Còn chưa nói là chúng ta sau này còn tăng trưởng, hoặc công nghệ này làm xong những nhiều thứ khác thì nó có phải có cái độ tăng trưởng khác nữa. Thì tôi cũng khuyên tất cả quý vị và những người Việt Nam là cố gắng tận dụng cơ hội này. Đấy, tôi gọi là tiết kiệm cho mình. Có những thứ cần phải đầu tư dài hạn, nhưng sau khi đầu tư dài hạn nó thành công xong, thậm chí cả đời mình nghỉ phải cả đời mình gặt hái cái công nghệ đó. Đấy. Thì và thậm chí sau này cái công nghệ này nó có lên sàn hay chăng nữa thì chúng ta cũng khó lòng mà sở hữu cổ phần của nó. Nó liên quan đến vấn đề là giao dịch. Đấy. Ở cái giai đoạn hiện tại là thế không chấm mấy thế cho một phần thôi. 0.025. Anh có thể bỏ ra 1.000 đô thì được là 100 đô thì được 2.220. Hello, anh chị em có đặt câu hỏi thoải mái. Chào chị Jenny, chào anh Thiệp này, chào Vân này, chào Thủy Mai, anh Đôn Nguyễn. Ok, anh chị em nha, tao những người bạn của mình vào này, chia sẻ cái live stream này. Bởi vì cái live stream này tôi anh Tâm đây rất là ít người đúng không ạ, và có nhiều thời gian để nói chuyện được. Ít nữa vào đông người sự kiện hội nghị hoặc là lấy ra thì lại ầm mà không có thời gian mấy. Thì là công nghệ này đã bắt đầu ra thị trường, đã có những cái đơn hàng nhá anh chị em nhá. Đấy, đã có những cái đơn hàng thương mại ở bên UAE và ký rất nhiều rồi, có nghĩa là cái mức độ hoàn thiện đóng gói của nó gần như là xong rồi. Đấy, đây là cái đường kia, là cái đường Uninai, cái đường mà dây nhỏ, thì cái đường đấy thực tế là để làm cho cái đơn đặt hàng của cái công ty ông Hồ Câu đấy, chuyên về kinh doanh sinh thái đấy, ở bên cạnh nó rất là rộng mà chúng tôi đang ở bên đó. Đấy. Hiện tại thì
phòng vận. 100 cổ phần. Hỏi anh Tâm một chút nữa. Thì hiện tại cái mức độ mà anh đánh giá sao về cái mức độ rủi ro về mặt công nghệ cũng như cái mức độ rủi ro an toàn cân đối ở đây thì vào cái công nghệ này hiện tại nó đang ở cái mức độ nào, anh có thể phân tích một chút được không ạ? À, mọi người thì có một cái đánh giá khác nhau. Nhưng đối với cá nhân của tôi ấy, là gần như cái độ rủi ro mà tôi, nếu mà để mà tài trợ công nghệ này mà có rủi ro mà làm cái số tiền của mình bị giảm giá hay mất giá hay là mất, thì xét về cái mặt đó thì đối với tôi thì nó chỉ có 1% hoặc không thôi. Bởi vì tôi cũng theo dõi thông tin này của công ty này rất là nhiều thông tin chứ không phải ít. Ngoài cái sản phẩm chính đang trong quá trình thương mại thì công ty này cũng có những sản phẩm phụ đã giúp công ty này có cái nguồn thu rồi, tức là chúng ta không còn rủi ro về mặt tài chính nữa. Tài chính là rất là yên tâm luôn. Mà chúng ta là chỉ có là chút thời gian nữa thôi, cho nó chút thời gian rồi về mặt rủi ro về thời gian chờ đợi thôi. Đấy, và đối với chúng ta trong đầu tư chiến lược dài hạn 1 năm 2 năm nó không phải là rủi ro nhiều. Và đôi lúc là những chiến lược đầu tư dài hạn lại đem lại cho chúng ta gặt hái rất là lớn. Chứ không phải là nó đến từ cái khoản đầu tư ngắn hạn đâu. Đấy, có nghĩa là theo anh phân tích là cái mức độ hoàn thiện công nghệ thì nó tương đối là gần khoảng hơn 90% rồi, và thực sự là bây giờ là đã ra ngoài công nghệ này đã được đón nhận, có nghĩa là được thị trường đón nhận, được ra ngoài thị trường đã được các cái cấp cao nhất như cấp chính phủ, các cái bộ ấy, ban ngành và những cái tập đoàn lớn họ đã tiến hành ký kết và làm việc, thì cái mức độ rủi ro là rất là thấp anh chị ạ. Nó không phải là một cái mô hình, một cái lý thuyết nữa đúng không, một cái công nghệ trên giấy nữa đấy đúng không ạ. Nên là cái mức độ rủi ro nó cực kỳ thấp. Nó có câu chuyện, nói là câu chuyện nói bằng thật. Đó, bằng thật. Đây là tất cả những cái này nó ra ngoài thị trường người ta sử dụng. Đấy, anh chị em nhìn có thể... đứng ra nhìn cái tàu chạy. Anh chị em có thể ra đây nhìn cái tàu chạy. Đi vào đây cũng được. Không sao, đây là cỏ mà. Đi, ba ơi. Cho anh chị em trực tiếp xem cái tàu Ulica nó chạy luôn nhá. Đây, rất may là chúng tôi đang đi đến đây để gặp cái tàu nó chạy. Đây, tàu đang xa tôi này. Và nó chạy, tôi sẽ chạm vào cái tàu này cho anh chị em xem này. Đứng gần cái tàu này luôn. Đấy. Anh mọi người chia sẻ cái livestream này thật mạnh. Thì nhiều người vẫn nói là nhiều người vẫn đi nói ở trên mạng là có những cái thông tin là gì? Là đầu tư đây có chuẩn tập đoàn hay không? Đấy. Có đúng một tập đoàn hay không? Đúng ạ. Đây, con tàu này nó chạy ở phía đằng xa tôi đang chạy. Đấy. À, đây nhá chị em nhá. Ulica đang chạy. Ê, xin chào Ulica. Đấy. Rất là đẹp đúng không? Wow. Đẹp chưa? Ok chưa? Đấy. Đúng không? Đây, ok chưa anh chị em? Quá đẹp luôn. Đây là cái xe thực tế đã được chứng nhận rồi. Đấy. Nhưng từ lúc mà chúng ta đang chứng nhận ấy là chúng ta muốn vận hành thực tế khoảng hàng trăm ngàn km để cho thấy là cái từ lý thuyết cho đến thực tế nó khác nhau như thế nào. Đúng rồi. Nhưng hiện tại bây giờ chúng ta đã chạy hàng chục ngàn km rồi và cũng chưa có chi tiết nào gây ra hỏng hóc hoặc là bị ảnh